Lúc này thì trên màn hình điện thoại của các bạn nè, trên màn hình máy tính, trên màn hình máy tính bảng, trên màn hình TV. Và hy vọng là không có bạn nào đang xem cái video này trong nhà vệ sinh. Đây chính là hộp Ignition Exhaust đến từ bạn Trần Vũ Nghi, một nhà tài trợ rất là quen thuộc từ các video mở hộp của MyHideo Channel đúng không các bạn? Có điểm đặc biệt trong cái hộp này chắc các bạn cũng đã biết rồi, trong cái video giới thiệu lần trước thì cái hộp phiên bản này ở bên Nhật thì nó sẽ có cái con rồng tên là 10,000 Dragon, cái con rồng kỷ niệm lá bài thứ 10,000. Tuy nhiên thì ở bên tiếng Anh các bạn, cái con rồng này nó vẫn chưa xuất hiện bởi vì bài tiếng Anh. Vào thời điểm mà phát hành cái hộp này nha các bạn, nó mới chỉ có 9,944 lá thôi. Mình hy vọng là con 10,000 Dragon sẽ xuất hiện vào giữa năm nay trong một cái sản phẩm nào đó và kỷ niệm lá bài thứ 10,000 của Yu-Gi-Oh tiếng Anh. Thôi rồi, không làm mất thời gian các bạn nữa, mình sẽ vô phần mở hộp nha các bạn. Để mở hộp chúng ta sẽ xé cái seal này ra. À quên nữa, các bạn có thể mua sản phẩm này trên website của m2dstore.com nha. Đây có bán đó các bạn, vừa nguyên hộp và vừa bắt luôn. Mình thì cũng chưa rõ là khi nào sẽ có bài lẻ của cái hộp này nữa. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ mở một nửa hộp nha các bạn. Nửa hộp còn lại sẽ chừa cho bạn Trần Vũ Nghi mở sau. Và nửa hộp của chúng ta mình chọn là bên đây nha các bạn. Đếm thử đủ 12 mắt hay không nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây chính là nửa hộp của chúng ta, 12 mắt của Ignition Exhaust. Mình sẽ zoom camera gần lại cho các bạn dễ theo dõi nha. Và rồi, mình đã zoom gần rồi đó các bạn. Video này thì mình sẽ quay ở độ phân giải là 4K chất lượng cao. Nên bạn nào mà mình có cái màn hình xịn xịn thì mình bật chất lượng cao lên coi cho nó sướng mắt nha. Và mình sẽ vô với mắt đầu tiên. Mắt đầu tiên nha các bạn. Nghe nói ở trong cái hộp này sẽ có cái quái thú là AI, quái thú trí thông minh nhân tạo, rất là thú vị. Trong cái series Yu-Gi-Oh mới nhất đó các bạn, chúng ta sẽ có đây là Daruma Rubber level 4 công 700 thủ 1800. Chúng ta sẽ có là Sweat Knight với công 500 thủ 500. Một quái thú hình chuột các bạn. Phải chi nó ra ngay cái dịp Tết năm nay thì con này sẽ đắt hàng lắm các bạn ơi. Bây giờ năm nay là năm chuột mà. Chúng ta sẽ có là Karakuri Kassin. Tiếp tục nha. Lá bài này sẽ là Ibisla Luti công 1800 thủ 100. Đây là lá bài rare đó các bạn, và bên dưới nó sẽ là lá bài ở độ hiếm là super rare trở lên. Hãy cùng xem nó gì nào. Tên tên tên. Ô các bạn ơi, bắt đầu tiên các bạn ơi. Không có tin được các bạn ơi. Mới là bắt đầu tiên thôi. Lightning Storm các bạn. Lá bài đắt tiền nhất ở trong cái hộp này. Không thể tin được các bạn. Duy nhất bắt đầu tiên thôi. Nếu bạn điều khiển, nếu bạn không có điều khiển một lá bài ngửa nào, kích hoạt một cái hiệu ứng sau đây. Hiệu ứng thứ nhất, tiêu diệt tất cả những cái quái thú đã tấn công mà đối phương điều khiển. Hiệu ứng thứ hai, là tiêu diệt tất cả ma pháp và cạm bẫy mà đối phương điều khiển. Và chỉ có thể kích hoạt một cái lá bài Lightning Storm này một lần một lượt nha các bạn. Thật tuyệt vời. Mới bắt đầu tiên thôi các bạn. Không thể tin được. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ để sang một bên nha. Chúc nó bọc bài lại luôn. Mình sẽ có là Ammoni Khôn. Kế tiếp sẽ là Megalith Bethor các bạn. Đây sẽ là Time Thief Startup và Firen The Wind of Midship. Đây các bạn, vui quá các bạn ơi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Mới một bắt duy nhất thôi. Tuyệt vời các bạn. Mình sẽ đến với bắt thứ hai. Chúng ta sẽ có đây là Megalith Haggith. Chúng ta sẽ có đây là Machine Office. Đây sẽ là Mutually Awful Destruction Battle Survivor công 1600 thủ 800. Đây sẽ là Ancient Warrior Rayful Yugon. Mấy con này hình như trong tam quốc chí các bạn. Nhưng mà mình không có đọc vào tiểu thuyết này, thành ra là tên tiếng Việt cũng không rành lắm. Công 1600 thủ 1600. Đây sẽ là Ultra Rare các bạn, Dark Stemler Inister công 2003, và đây là quái thú Linh 3. Quái thú Cyberse dành cho cái bộ là Inister. Rất đẹp hả các bạn. Một bắt đầu tiên thì trúng là Secret Rare, bắt thứ hai đã có Ultra Rare rồi. Không biết còn gì bất ngờ ở phía sau đây. Chúng ta sẽ có là Megalith Portal. Đây sẽ là Ghostrit Fiery. Chúng ta sẽ có là Nightfly Cast. Và rồi, tiếp tục các bạn. Thật là vui quá đi hà. Chúng ta sẽ có đây là Bellcast Fighter Shining Black Sea Warder công 2000 thủ 0. Chúng ta sẽ có là Cherub Hellry. Đây sẽ là Gravity Controller. Tiếp tục nha các bạn. Mình thấy cái con gì đó nó đen đen ở bên dưới rồi, không biết là gì đây. Chúng ta sẽ có là Super Rare Blind Dragon Inister các bạn. Đây là con rồng đại diện dành cho cái hộp này. Đây các bạn, con rồng đại diện của cái hộp này, Ignition Exhaust. Và đây chính là con Blind Dragon Inister với công 2003 thủ 1500. Tiếp tục nào. Karakuri Gamma Oils, Ghost Fiery Disposable Linear Device. Tiếp tục nha các bạn. Chúng ta sẽ có đây là Catalymis Rutic
Casifida, công 2006 thủ 200. Đây sẽ là Cherub Hillary, sai name Plexi Wader, sai Kiker Maneuver Sissor Cross các bạn. Và chúng ta sẽ có là Tham TF Perfutur, công 1900 thủ 2500. Quái thú sidekick các bạn được tạo thành bởi hai quái thú level 4. Tiếp tục nha, đây là Armory Con, Karakuri, Ponzi. Chúng ta sẽ có Execution of the Construct, Opsi, Opsi, Evolup. Mới bắt đầu tiên làm hưng phấn quá các bạn, mọi thích ghê luôn. Chúng ta sẽ có lá bài kế tiếp, đó là Rustic Casifida. Hồi nãy chúng rồi, đây sẽ là Transiscada, công 800 tổng 1000. Chúng ta sẽ có là Pelcat Fighter, đây sẽ là Resumga MidiZ. Chúng ta sẽ có là Ancient Warrior Saga, Sunlu Alay. Hãy cùng xem lá bên dưới là gì nào. Thêm một con Live Dragon Inister nữa các bạn. Được hai con rồi. Chúng ta sẽ có là Karakuri Gamma Oil, Double Earth Shore. Đây là Time TF. Tiếp tục nè. Đây là một nửa số bắt rồi các bạn. Signing Black Sea Swatter. Đây sẽ là Megalith Haggis. Tôi sẽ có là Matching Office. Đây sẽ là Ancient Warrior Ascension Luying. Các bạn biết tên tiếng Việt comment cho mình biết với nha. Đây sẽ là Super Rare các bạn, Ancient Warrior Loyal Gungun, công 2500 thủ 1800. Rồi chúng ta Super Rare. Đây là Godsmith Girl Mayakashi Manuscript. Đây sẽ là Water Levitadinister. Chúng ta sẽ có là Karakuri Gamma và Disposable Linear Device. Quái thú trang bị lá bài này sẽ được cộng 200 công cho một quái thú ở dưới mộ. Ồ, ngon vậy các bạn, 200 công cho mỗi con quái thú ở dưới mộ luôn. Cho đến cuối lượt, nếu lá bài này mà ở dưới mộ, bởi vì nó bị gửi xuống mộ trong cái lượt đó, thì bạn có thể up lá bài này, nhưng mà nó sẽ bị loại bỏ cuộc chơi khi mà rời sân. Và bạn chỉ có thể kích hoạt một lá bài này trong một lượt mà thôi. Một lá bài hỗ trợ rất ngon đó các bạn. 200 công cho mỗi quái thú ở dưới mộ thì nó có 10 con sẽ được cộng thêm 2000 công rồi. Tiếp tục nào. Sẽ có, đây sẽ là Sweat Knight các bạn. Lần bài kế tiếp là TAE Strike, IE Shadow. Đây là Blunder Barstron Shipya. Lần bài này đó sẽ là Ugada Generator Spot of Delusion, công 2002 thủ 2700. Bạn có thể hiến tới hai con Generator hoặc là quái thú hệ Rock, sau đó chọn một lá bài ở trên sân loại bỏ cuộc chơi. Để có thể kích hoạt hiệu ứng của con này một lần mà thôi. Đây sẽ là Water Leviathan. Chúng ta sẽ có là Night Flight Cast. Đây là Karakuri Gamma Oil và Execution of the Construct các bạn. Tiếp tục nào. Không biết là còn trúng được cái gì ngon lành trong hộp này hay không. Trong nửa hộp này thôi các bạn, bởi vì nửa hộp kia là trả cho bạn đồng vũ nghi rồi. Đây là Dosin Inister. Chúng ta sẽ có là Megalith Emergency. Đây sẽ là Mutually A Field Destruction. Time TF Restorate. Chúng ta sẽ có là thêm một con Blinder Patron nữa các bạn. Hãy xem lá bên dưới là gì đây. Chúng ta sẽ có là Lingurubor các bạn, công 300. Tuyệt vời. Không ngờ là mở cái hộp này các bạn mới có nửa hộp thôi mà trúng nhiều con ngon như vậy. Đây là quái thú Cyber Xe Ling, được tạo thành bởi một con quái thú level 4 hoặc thấp hơn Cyber Xe Monster. Khi đối phương kích hoạt một lá bài cầm 7 thì With Defense bạn có thể hiến tới lá bài này để mà vô hiệu hóa sự kích hoạt của lá bài cầm 7 đó. Và nếu mà làm như vậy thì loại bỏ lá bài đó luôn. Nếu lá bài này ở dưới mộ các bạn thì bạn có thể hiến tế một quái thú Inister Monster được triệu hồi đặc biệt từ Estrades, triệu hồi đặc biệt lá bài này và chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của con Lingurubor này một lần mà thôi. Rất tuyệt vời các bạn. Mình sẽ để sang một bên luôn nè. Là sẽ có là Kamakuri Gamma. Đây sẽ là Time TF Bronocoder. Đây sẽ là Time TF Startup. Rồi thì vẫn còn 4 bắt ở đây. Bắt thứ 4 từ dưới điểm lên. Đây sẽ là TAE Strike. Chúng ta sẽ có là Sweat Knight. Đây sẽ là AE Ritual. Chúng ta sẽ có là AE Love Fusion. Hãy cùng xem ở bên dưới. Chúng ta sẽ có là Megalith Ophian các bạn, công 1600 thủ 2500. Quái thú Ritual hệ Rock với level là 4. Tiếp tục nha. Megalith Bithor. Đây là Hiyari Inister, Link's Party, Godstreet Fiery. Tiếp tục nào. Chúng ta sẽ có là Ronomaly, Tusba Rocket, Megalith Phalanx, đây là AE Shadow. Chúng ta sẽ có là Ancient Warrior Saga, Silver Lion và Super Rare Ugada, công 2002 thủ 2700. Đây sẽ là Wild Ghost. Chúng ta sẽ có là Water Levitan Inister,
Đây sẽ là Dragon Mask Stand Up và Megalith Bottle. Hai bát cuối. Đây là Time TF Reroll Ray, Megalith Emergency, Megalith Fallet. Đây là TIE Strike, Fendi Box Chain các bạn. Mình lật ngược lại nha. Đây sẽ là Megalith Bottle. Chúng ta sẽ có Condolence Puppet. Tiếp tục các bạn. Đây sẽ là Megalith Ox. Và Super Rare. Đó chính là Jacko Pollen các bạn. Cộng 1500 thủ 2200. Một quái thú 7 sao các bạn. Hiệu ứng như sau. Bạn có thể discard một quái thú zombie triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Trong lượt đi main phase của đối phương thì bạn có thể chọn một con zombie ở mộ cả hai người chơi, triệu hồi đặc biệt quái thú đó, sau đó banish lá bài này cho đến end phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của lá bài Jacko Pollen này một lần một lượt mà thôi. Và lá bài hồi nãy coi rồi. Và cuối cùng nha các bạn. Thật là hồi hộp nha, không biết là còn gì trong đây hay không. Lá bài đầu tiên đó chính là Daruma Rubber. Đây sẽ là Matching Outfit, Chair Up Hellry, IE Ritual, Megalith Promotion. Mình sẽ lật mặt sau lại nha. Chúng ta sẽ có lá bài đầu tiên là Nightlight Cast. Đây sẽ là Hillary Inister. Chúng ta sẽ có là Megalith Ox. Và chúng ta sẽ có là Cost Tracker Inverter các bạn. Inverter công 1300 quái thú linh 2, được thành bởi hai quái thú Cyber Saiyan Monster. Nếu lá bài này mà được Linh Summon thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt một con Cyber Saiyan Monster từ trên tay vào cái vùng mà cái mũi tên này chỉ vào. Và chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Cost Tracker Inverter này một lần một lượt mà thôi. Đây chính là ba lá bài mà mình khui trúng trong nửa hộp Ignition Assault. Hy vọng là trong nửa hộp còn lại bạn Nghi sẽ kiếm được gì đó ngon lành hơn. Nhưng mà chắc ngon lành nhất là có con này rồi các bạn, hơn 100 đô. Thật sự là tuyệt vời các bạn. Một lá bài thế này thôi mà giá của nó khoảng 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4, là mắc tiền hơn nguyên một cái hộp luôn. Và nếu có nhu cầu khui bắt thì các bạn có thể mua ở website m2dstore.com nha. Giá khoảng 80 ngàn một bắt các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và đừng quên subscribe để ủng hộ cho m2d channel.